Israel hôm qua tiếp tục thực hiện các cuộc không kích gây thương vong lớn về người, khiến cho 57 người Palestine thiệt mạng và hàng chục dân thường khác bị thương. Bất chấp sức ép từ đồng minh Mỹ và cộng đồng quốc tế, hành động của Israel đang đẩy cuộc xung đột ở dải Gaza ngày càng đi xa khỏi bàn đàm phán. Chúng tôi đang nghỉ ngơi thì đột nhiên một quả tên lửa rơi xuống. Tất cả những người thân yêu của tôi đều chết, con trai, con gái, tất cả trẻ em, một số người già. Không còn nơi nào an toàn nữa. Những đứa trẻ đã làm gì để phải chịu đựng điều này? Các quốc gia ở đâu? Con người ở đâu? Thế giới ở đâu? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Bất chấp cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng các cuộc tấn công của Israel gần đây gây thương vong dân sự ở mức cao không thể chấp nhận được, Israel tiếp tục các cuộc không kích vào Gaza, khiến ít nhất 57 người Palestine thiệt mạng. Đáng chú ý là mục tiêu của hai vụ không kích, một nhằm vào trường học của Liên Hợp Quốc, một nhằm vào chiếc xe ô tô gần khu trại di tản. Giận dữ trước các cuộc tấn công gây thương vong lớn với dân thường, nhiều cuộc tuần hành phản đối chính phủ Israel đã diễn ra ngay bên trong Israel và ở các nước Ả Rập. Những vụ thảm sát đang diễn ra ở Gaza ngay trước mắt thế giới, toàn thế giới đang theo dõi. Chúng đã diễn ra trong suốt gần một năm qua, đã đến lúc phải chấm dứt. Lực lượng Hezbollah của Liban ủng hộ người Palestine đã phóng khoảng 80 quả tên lửa sang Israel. Trong khi lực lượng Houthi cũng tăng cường hơn nữa các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các tàu hàng ở Biển Đỏ và Địa Trung Hải hai ngày qua, với tuyên bố đáp trả các cuộc tấn công mới nhất của Israel nhằm vào người Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn khẳng định nước này kiên định tấn công Gaza để đạt được mục tiêu tiêu diệt Hamas của mình. Sự leo thang chiến sự ở Gaza đang kéo lùi những tiến bộ trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Sự cứng rắn của Israel có thể phải trả giá bằng thêm nhiều sinh mạng vô tội. Trong cuộc đua tới Nhà Trắng năm nay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cả những người từng là đối thủ tranh cử của mình sau khi ông may mắn thoát chết trong vụ nổ súng khi đang tiến hành vận động tranh cử tại bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7 vừa qua. Tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa Mỹ đang diễn ra, bà Nikki Haley, cựu thống đốc bang South Carolina và là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, và ông Ron DeSantis, thống đốc bang Florida, những người từng là đối thủ hàng đầu của ông Donald Trump trong thời gian tranh cử, đã thể hiện sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống. Ông Donald Trump nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tôi. Đơn giản là vậy, vì lợi ích của quốc gia, chúng ta phải đi cùng ông Donald Trump. Hãy đưa ông Joe Biden về nghỉ ngơi và đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Cuộc sống dễ chịu hơn khi ông Donald Trump làm Tổng thống. Biên giới của chúng ta an toàn hơn. Đất nước chúng ta được tôn trọng hơn. Sau khi xảy ra vụ nổ súng, cựu Tổng thống Donald Trump cũng nhận được sự chia sẻ của cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ, thậm chí từ chính đối thủ, Tổng thống Joe Biden và các cộng sự. Theo nhiều nhà phân tích, cách ông Donald Trump phản ứng lại với vụ việc có thể giúp ông nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ cử tri. Theo kết quả thăm dò ý kiến của 992 cử tri được đăng ký, tiến hành từ ngày 15 đến 16 tháng 7, ông Trump giành được 43% tỷ lệ ủng hộ, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Biden là 41%. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 7, Nga vừa chủ trì phiên tranh luận mở về chủ đề Hợp tác đa phương vì một trật tự thế giới công bằng, dân chủ và bền vững hơn. Cũng như hầu hết các sự kiện diễn ra trong suốt hơn 2 năm qua, cuộc họp lần này của Hội đồng Bảo an một lần nữa chứng kiến màn tranh luận gay gắt giữa Nga và Mỹ. Trong khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ trích Nga không coi trọng vấn đề hòa bình, an ninh quốc tế và hợp tác toàn cầu, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cáo buộc các nước phương Tây đang hủy hoại toàn cầu hóa và bóp nghẹt chủ nghĩa đa phương. Sẽ không thể giải quyết được những xung đột đang gia tăng nếu không tìm ra nguyên nhân gốc rễ và khôi phục niềm tin vào khả năng hợp tác vì lợi ích chung và công lý cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy thẳng thắn, không phải tất cả các quốc gia trong căn phòng này đều công nhận nguyên tắc chính của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đó là sự bình đẳng về chủ quyền của tất cả các quốc gia. Tại cuộc họp, hầu hết các nước nhấn mạnh cần củng cố hợp tác đa phương để ứng phó với các thách thức toàn cầu đa chiều, phức tạp hiện nay mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết. Các nước cũng đề cao luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc là nền tảng vững chắc để xây dựng một trật tự thế giới công bằng, dân chủ và bền vững.